Kìa. Thấy không? Gì đấy? Chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Live Broad cả nhà ơi. Chào cả nhà quay lại kênh Sangma TV cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hiện giờ con với Tú đang có mặt ở rất là gần cái ngôi nhà người đồng bà chéo cổ. Thì cả nhà thấy thì những ngày qua con với Tú đến thì cũng hai cậu cháu cũng đã dốc sức để khuyên bảo họ. Nhưng mà đôi khi mình khuyên bảo người ta mà người ta không nghe thì người ta còn hành ngược lại nữa. Nhưng mà vấn đề là có nhiều của chú anh chị nói tại sao mà tụi con lại không bắt, không đánh, không làm cho họ sợ đi. Thì cái việc đó thì con nghĩ thì theo con nghe, không biết Tú thì nó khác. Thì con nghĩ những cái trường hợp như vậy thì sẽ là đến khi nào đừng cùng đi. Như hôm nay con Tú đến, con cái Tú xác định rằng là hôm nay sẽ mọi cách sẽ làm sao cho vong linh phải không tác động cho tụi con nữa. Mình làm được, nhưng mà vấn đề mình muốn cho họ tỏ hết những cái oan ức, những cái buồn phiền của họ. Tuy là mình đau đớn thiệt, nhưng mà mình đau đớn nhất thời, nhưng họ dần họ mới nhận ra được cái lẽ phải. Thì hôm trước cái nhà thì hai cha đứa mình đêm thì hầu như là cái ngôi nhà này á là xuất hiện hầu như là tới bốn mà một ông lão chưa xuất hiện nha. Ông lão đồ đen á chưa xuất hiện đâu. Đồ đen, người ta không đó phải đồ đen phải không? Đồ đen đi vô đồ đen. Thì hầu như á là khi mà đông cái nhà về đêm, hầu như là về đêm là cái nhà này cái âm khí nó nặng á, và họ hội tụ về ngôi nhà này thì nói chung đông quá thì hai cậu cháu thì thật sự ra cũng làm không kịp, và nói chung là nó nhiều tác động quá đi, rồi hai cậu cháu đôi khi không có biết đường mình né mà tránh cái nha. Thì hôm nay trở lại ban ngày thì hai cô cháu cũng đã thống nhất với nhau là hôm nay đến làm sao là để cho họ không thể tác động đến mình. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ bằng mọi giá, bằng mọi cách nào đó để chúng ta có thể tiếp cận đến một trong những ông đó, hay hoặc là thậm chí là có thể bắt luôn. Cái đó là cái con đường mà con cháu tính là dạng như là cái gì vậy? Bên đây, bên nhà, trong nhà. Tôi không biết, tôi nghe tiếng nói chuyện gì vậy? Không có tiếng la. Vậy đó. Nhưng mà đâu có thấy gì đâu. Có thể là họ ở trong cái trình nữa cả nhà thấy rồi. Thấy bất ổn. Sao nghe có tiếng bước đi nữa. Chắc là ban ngày mà Giữ gì sao. Thì cả nhà, nhưng mà thật sự nghe, tiên ngôi nhà này ban ngày, nhưng mà khi tụi con đến ban ngày thì vẫn thấy những cái điều nó xảy ra ở ngôi nhà này cũng rất là rơi rợn. Nhưng mà đây sao mà đến một ngày nó lợi thế hơn nè. Đúng rồi. Là có thể là những cái vong trong nhà đó sẽ bớt đi. Tại vì á, là sẽ có vong họ mạnh thì họ hiện. Họ yếu thì họ không dám hiện đâu. Nhưng mà khả năng ban ngày mình sẽ thấy cái bà đàn bà này. Tại vì những lần trước mà đến ban ngày là gặp một mình bà nha. Mà thì cái bà đàn bà mà bà đó là bà là cái bà chỗ cổ đó. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự về sau nhiều vong xuất hiện quá, không biết là vong nào là chỗ cổ luôn. Có đúng. Một bà già bả lượt mình ra tới ngoài này, nhưng mà không thấy mặt mũi, không đầu tóc, không thấy gì hết, chỉ nghĩa là một cục đen đỏ lồm. Nhưng mà cái giọng ồm ồm là cái giọng này là một cái giọng người lớn tuổi, nhưng mà cái độ tuổi thì không biết bao nhiêu. Nhưng mà con với Tú cảm giác rằng là bà này đang dụ hai đứa con này kêu đi theo bả cho tiền, cho vàng, cho vàng, cho xem mặt này nào đó. Nhưng thật sự ra đó là họ chỉ muốn lừa mình để đi vào những cái nơi mà họ muốn vào để họ có thể họ làm cái gì với mình đó, thì đó là chưa biết. Cái nhà thấy những video gần đây tụi con đi thì những cái nơi á mà tụi con xác định đến giúp như ở giếng, nhưng mà đến đó cả nhà không, tụi con với Tú không hiểu được. Bởi họ sẽ cường hiệu ông này hoặc là ông kia. Thì mình tính như vậy, nhưng mà trường hợp không tính nó không qua cái việc mà mình tính, ông bạn trợ tính
mình tính như vậy, hai cậu cháu thống nhất như vậy, nhưng khi đến đó nó lại có những cái trường hợp mà mình tính lúc trước thì nó đi không có như vậy, thì thành ra hai cậu cháu cũng ngay hôm đó thì làm không làm được gì hết. Thì có nhà thấy đó là trước đó ở đó là đầu tiên là cái ông ở dưới giếng khô, sau đó là tới người đàn bà mặc đồ trắng ở giếng bự, sau giờ tới bà mặc đồ đen nữa, về sau bây giờ hai cái ông kia không thấy nữa. Ừ. không thấy mà ông kia không thấy lâu rồi đó, không thấy luôn. Ừ. Rồi là xuất hiện cái bào đen. Bởi vì cả nhà nói với chúng con nhiều khi chính là chúng con đi đến những cái nơi nào đó mình không biết trước được những chuyện gì xảy ra cả. Còn có những trường hợp nói cái vụ mà mình bị cướp đó. Ừ. Thì nói tại sao mà tụi mày hai thằng mày lại sợ bốn thằng đó. Có trường hợp sợ là không phải là sao tao phải với mình bốn thằng sợ thằng phải nói đúng nói được không, trường hợp không sợ là cũng đúng là hai người có thể làm lại bốn người tùy mấy thằng, nhưng mà vấn đề đây không biết họ cho mình nói gì. Hai con thấy không à, trường hợp nó cầm dao cầm gì nó ẩn bên trong đâu có biết được đâu cả nhà. Cái con đường ngắn nhất mà để chúng ta thoát khỏi cái việc đó là chạy thôi. Chứ lẽ giờ đi đôi co với họ, lỡ trong đồ mình họ có đồ nọ mình bị gì vợ con mình khổ thêm. Nói chung nhiều người khổ luôn, không phải vợ con mình không gì khổ, có bầy luôn. Ừ, có bầy luôn thật sự đó nha. Thì nói chung là bằng mọi cách là tránh càng nhiều thì càng tốt. Nói chung là đừng có kêu mình nóng nổi quá, mà hoặc là mình có vẻ mình làm họ gì bị gì đó mình cũng không hỏi. Ừ. Liên đới ví dụ cho dù họ cướp mình mà bây giờ mình lỡ tay họ là họ đánh họ hoặc cái này nọ để họ tác động họ cơ thể bị chấn thương những phần mềm nặng đi, lúc đó mình cũng bị ở tù thôi, chừng nào phải ở tù á. Tại vì lực nó đo vậy giờ. Thì cái nhai thôi, bây giờ hai cậu cháu đi trong một cái nhai đi, cả nhà đi cùng tụi con nha. Dạ. Đừng bao chú ơi, bây giờ hai cậu cháu thôi xì vào cái nhà. Đây nhìn thấy cái nhà rồi nhưng mà thích lắm cái nhà. Sẽ thấy đó nhưng mà không rõ lắm cả nhà, hình như là người bảo đỏ đó, đen đen bà đã bỏ đưa bà xuất hiện bên ngày không nè. Đúng rồi tụi con hôm nay không đem theo cúng, nó thẳng là tại là không muốn cúng, tại vì họ đến thôi cả nhà thấy tụi con đem được cúng đem cái lọc thịt ba bánh trên. Ừ, không có muốn cúng được cho nên thôi thì vũ duyên đi, thì bây giờ cái nào mình không được thì mình sẽ tính cách khác để đem mấy nó luôn thôi, không rằng là họ có thể có gì đó nó khác đi. Ủa? À, tôi đủ 9 trái nữa kìa. Ngồi tụi con hái vô cũng có ra có xài nữa. Chắc có thể gửi trong sau khi nóc nhà ta. Nắng rồi thoải mái để tôi đi nắng không mày. Cô cũng nói rõ với con Linh luôn rằng á là hai cậu cháu thôi, hôm nay không có làm danh dự con Linh nữa, thì đơn giản thì cậu cháu chúng tôi sẽ
nhượng phong linh rất là nhiều rồi, nhưng mà dường như càng nhân nhượng thì phong linh càng lắng tới. Gì? Đâu trong vườn đó đó. Bởi vậy thì bây giờ đó, đến giây phút này là cũng như là lần này là cuối cùng hai cháu tôi khuyên ngay bây giờ những một vong linh hồi tâm chuyển ý, hướng về những điều tốt đẹp, hướng về cái đạo cũng như là muốn siêu thoát, thì hai cậu cháu sẽ hết mức có thể. Đây, tôi nghe kêu vô đây cái gì vậy? Ừ, kêu vô đây. Ừ. Nghe vậy. Bữa đó chính bà là xách cái ấy ra, bà kêu con ấy. Có tiếng anh nói chuyện này á. Đây, cậu cháu đầu tiên là này là cuối. Bằng không là hai cậu cháu cũng sẽ không còn lời nào để ý tiếp nữa. Kìa. Ê. Tao ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi. À. Có những... xung quanh nhà có những người. Ừ. Kìa. Con chẳng bảo mọi người sợ cái người trong quán này. Có một cái người nữa. Có người nữa. Đúng rồi. Tôi thấy đâu thấy mặt nó đè. Cái bà này đâu phải à. Đó tiêu rồi. Cái bà này là con quỷ mặt đen, không phải là bà kia. Gì hả? Không phải bà kia. Mặt đen hả? Mặt đen mà, mặt đen nhìn á. Không để ý nữa. Thấy cái vỏ dài quá hồn dí. Không phải bà kia. Ý là bà kia cái một gương mặt bà đâu đen như thế. Đúng không? Mặt đen thù lưu luôn hả? Mặt bà kia cái áo có tràn ngang vậy nè. Ừ. Đúng không? Nhớ chưa? Đúng rồi. Còn bà đen là bà mới xuất hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Mà cái người ló mặt vô là cái ông lão. Ông già đó hả? Người ông già. Mà cái mặt cũng đen xì gì, không thấy được cái mặt. Chỉ là thấy tóc bạc thôi. Là ló nhìn vậy nè. Mà mình sợ vấn đề cái người trước mặt mình đó, hiện tại mình không sợ. Mày sợ cái người sau lưng. Bởi mình sợ mình. Nghe tôi nghe tiếng xung quanh nhà đi rạc rạc rạc. Rạc rạc đi nhóm. Rồi không ai thử. Không có gì chứ. Cái giọng này chứ. Nè, bao qua giọng đây. Cái giọng hôm trước bị treo cổ, đúng, bị treo cổ ở đây. Đây, ông nhớ không? Cái hôm mà treo cổ lúc mà tôi ngồi đây này, là tôi giữ cây này có một cái bàn tay. Đúng rồi, mà không thấy gì phía sau hết. Ừ. Môi Phật thì hiện tại hai cậu cháu con ở đây, nếu mà ông thì không biết là ông từ đâu đến đây và cũng như là có phải là dân ở đây hay không, thì vốn dĩ thì hai cậu cháu đứng ngôi nhà hoang này thì anh tiếng đồ đừng đói đâu ta tiếng đồ nghe cái tiếng rên mà nhìn thì không thấy. Thì hai con cháu con đến đây thì giống vậy, chỉ muốn giúp vong linh trong nhà hoang này thôi chứ không có ý hại đâu. Thì nếu mà ông chắc là lớn tuổi rồi thì ông cũng có hiểu được cái cõi đời này là cõi đời giả tạo rồi, cũng như là thân xác này tạm thôi. Tạm thôi đó, thì vong linh nó mất đi rồi thì cũng phải lên. Ơi kìa kìa, trời trời, sao không tao này căng thẳng nha. Hôm nay là không được. Sao vậy? Được không? Môi Phật ba thì con chào bà. Thì con cháu con đến đây hôm nay thì chắc có lẽ là bà là con
linh có duy nhất. Thì hôm nay nếu bà bài cần cái gì á thì hai con cháu con giúp đỡ cho bà. Ê, ngoài trước. Có vẻ như là ông này đang quan sát mình, mà sợ rồi vấn đề ông đợi thời cơ ông làm điều gì đó với mình. Chứ sợ một khi mà mình không chú ý, hai mình một trong hai chú ý thì sẽ có điều sẽ xảy ra. Thấy không? Ở trên lá chuối kìa. À, màu đỏ. Cái gì vậy? Cái gì? Anh chưa chú là nó đang cày. Nó đang cày mà bữa đó khi nào mình làm mình nát không chừng. Không thấy mà sao mà vậy? Không thấy gì mà chỉ cái gì bay nha, cái đó nửa bay nha. Đi đâu rồi? Cái gì bay? Thì hai con cháu con đến nhà này thì trước sau giờ chắc là các linh nơi nhà này cũng đã hiểu và có thể là Mô Di Đà Phật. Thì nếu được bà cho phép thì con xin đến gần bà và trò chuyện với bà một chút để con hiểu thêm về bà, để mà tụi con có cách để mà giúp đỡ cho bà thoát khỏi căn nhà cũng như là thoát khỏi cái cổ này để mà có thể chuyển kiếp đầu thai thành kiếp khác, không phải là ở nơi đây mà đau khổ gì hoài. Chứ bà cũng ở đây lâu rồi, con nghĩ bà ở đây lâu rồi cũng đến lúc bà nên đi. Mặt con sĩ thì đó. Cẩn thận nha. Thấy ổn mặt Canada. Bây giờ bà cần gì bà nói, con biết đi, con giúp đỡ cho bà. Bà phải là người phụ nữ mà đã cắt cổ trong nhà này không? Bà muốn gì? Mặt bà lấy gì? Cái lưng của mình. Ê, cái nhà bên đây thì sao mất cái giọng? Không biết đâu. Cái này. Bà.
thường đó. Mà sao kỳ ta, mình thấy một cái giống y gan gì nữa, hình như là mới cái này nữa, nằm phía bển mà giờ đâu. Không có đường nào mà gọi là mắt tự nhiên được hết. Không, phải rồi. Chỉ có người thôi. Chứ nghe ma lấy giọng sách đi đâu. Chỉ có người thôi, không nghe ai đến đây nữa sao? Mà theo nghĩ cái nhà này nó dậy ai cũng như đây. Bởi vì mà nếu mình lên đây biết nhiều lần có thấy ai đâu. Mà nếu mà có vô là một là chủ nhà, mà có thể họ nuôi binh. Mà chắc không đâu. Theo mình thấy là cái chủ nhà là ai? Bây giờ không biết. Chủ nhà là cái người đã mất ở đây. Không. Chỉ còn người chồng thôi. Người chồng đó. Mà người chồng say xỉn coi chừng bây giờ biết còn sống hay không. Biết đâu rồi. Cái gì? Đâu không thấy. Ôi. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì hữu duyên ngày hai cậu cháu đến đây á thì chắc duyên nợ giữa chúng con và bà chắc cũng có từ ngày phía trước hay gì á đến giờ. Thì thôi hai cậu cháu cũng tiên bà. Mong rằng là phát tâm thì phát tâm để quy y đi, quy y tam bảo về cõi Phật, hoặc là nếu bây giờ á, hoặc là về chỉ cái mặt của ngài, có khi nào có bị mất cái mặt không? Ai đó đó lấy đi cái gương mặt. Nên Phật xin chào bà, bây giờ bà cho con hỏi nha, nếu mà đúng là bà gặp đầu, nếu mà sai là gặp đầu là gương mặt của bà bị người ta lấy mất hay là thế nào? Bà bị là ở đây hay đâu? Nếu mà ở đây ngay bị người ta lấy gương mặt đại của nhà này thì bà gặp đầu. Cái người đó hiện tại còn là sống hay đã chết? Còn đã nói chuyện được. Còn nói chuyện được. Ê! Còn sống. Còn sống là cái điều mà tôi nói có khả năng lắm á. Sẽ có khả năng. Đây, nghe tiếng bước chân. Ông dạ! Cái lỗ này, ngoài rồi, chạy ngoài rồi hả? Ông đúng mặt cái lỗ này, ông đúng mặt cái lỗ đó nhìn vô đó. Tụi cái lỗ này cái nhà, ông đúng mặt nhìn đây nè, mặt đang thui như bà này nè. Mặt đang thui à? Vậy là tôi nghĩ căn nhà này có thể bị nuôi binh á. Ông già này biết làm sao mà biết còn sống rồi đã mất rồi. Ông già này không, ông già đã bỏ mất rồi. Tại vì sao? Không có người nào lẹ gì đâu. Nếu mà có đi mà có chạy thì đã nghe tiếng động. Còn này ông thoáng mắt thoáng hiện thì không có cách nào mà ông còn sống chứ. Ông già này là cái mấu chốt. Vì sao? Tất cả những người khác là mình đều từng thấy mặt rồi đúng không? Ừ. Điên lắm. Ông già này dường như ông tuy là ông muốn làm mình chỉ lé thôi, ông luôn luôn giữ khoảng cách. Ngoài thứ nhất có hai cái để mình suy nghĩ suy luận ra. Một là ông còn sợ mình, hai là có thể ông đang muốn làm cái điều gì đó nhưng mà chưa làm được. Còn điều thứ ba là có thể là người nào đó nuôi âm binh đây và ông đó là người ông sai khiến lại quan sát mình làm gì, thậm chí là giữ con nhà. Ừ. Ở trong kẹt chuyện có cái bọc gì á, anh hát dốc ngay góc cột à, một bọc gì ta. Giống như cái gì á? Nên lấy không? Đi đầu lòi thử là có manh mối gì sao? Ở đây muốn hộp rất nhiều. Mà không biết ai đem hộp đây để làm gì nè. Quy một bọc luôn. Cái này khoảng chừng 2-3 kg gì nữa nè. Ừ. Mà
Mà sao mà dùng mua hộp nhiều vậy ta? Mua hộp thì lại con Linh lại sợ, mà tại sao mà đem đến đây? Ừ. Có khi nào là cái người ở đây sợ? Đôi khi họ gãi xung quanh nhà cho con dám được. Thì ý là sợ những cái vong linh này, rồi là quật ngược lại. Ừ. Bởi thủ đây để chấn áp những vong linh đó. Có thể lắm. Ủa, cái đèn dầu đâu vậy? Không biết, nãy giờ tâm lý nó không có, thì không có, đèn bạn có gì chứ? Gì cứng vậy? Đó là gì? Nhìn thấy gì? Lưỡi dao. Lưỡi dao hả? Dao xét. Một dao kỳ vậy? Dao gì lạ chà? Sợ không dám khui ra, biết sao? Mình khui ra nhiều khi chẳng hạn sẽ tác động tới tới những cái điều mà gọi là những người gì đó người ta đang ấy mình. Hoặc là có thể cái dao này là đang chắn áp, đè cái sức mạnh của những vong linh xuống, không để cho vong linh này nghe được. Nếu mà thầy nào cũng vậy, những cái âm binh họ nuôi, lúc nào họ cũng phải có điều gọi chắn áp. Thì có đồ chắn được. Nếu mà không lại thì họ sẽ quật được lại. Ừ. Có thể là ẩm game những thứ này, những cái người để đây ấy, để chú ý là chắn áp những vong linh. Mở hả? Ừ. Ừ. Nó cao lắm. Nè cao. Ấy. Vô đây, vô đây, vô đây. Cái gì? Thấy nó đứng ngay đây nè, chạm đó thành thành nó màu đỏ luôn kìa. Thấy không? Gì đấy? Ta đổi gương mặt của bà ta, mà trong khi đó là gương mặt của bà là tụi tôi đến đây là bà đã không có gương mặt sẵn rồi, cho nên cái việc mà bà mất gương mặt không có liên quan đến hai cậu cháu chúng tôi. Và nếu bà thành tâm mong mỏi cái gương mặt bà trở lại thì bà hãy hướng về Hồng Ngân Tam Bảo ngày ngày niệm Phật, cũng như là buông bỏ tất cả. Nếu mà ở đây có ai đang chấn yểm hoặc là bắt bà phải đi đâu vậy, bắt bà phải làm những điều xấu xa, thì chúng tôi đang cố gắng để thay đổi những điều đó. Mình đến gần cái đường rồi sao nó giữ ta gì nó đến gần nó thấy bà đường rồi sao nó giữ vậy? Vấn đề là cái người ông lão đó, hay hoặc là không phải bả, không sao mà không bả, mà tại sao nó trả cái mặt bả cho bà? Biết đâu là mình đến gần được cái vong linh này, mình giao tiếp rồi có linh khí hắc để nó giả ra, nó làm cho mình không có giúp được, không giúp này được, ý là giống như là họ đang làm cho mình ghét. Ừ, đúng rồi. Biết sao? Tại vì nếu mà thật sự bà này bà có thể hiện ngay trước mặt mình, mình đang không thấy không? Thấy bao? Thấy thấy. Mà có thấy bà xuất hiện bà làm được không? Không, thấy cái miếng đỏ dài đỏ mà. Ừ, mọi thứ trong nhà thứ ba uống vong mà đại đỏ vậy đó. Biết thấy bà không? Có khi là cái ông già nãy giờ ông cố tình cho con khác đến làm cho mình dặn rối trí không biết đường. Ừ. Ủa mà cái nhà này cầm ở đâu mất tiêu không biết luôn. Đi nè. Mô về Phật thì hai con chết cũng con thì lúc nãy cũng đã giao đến với bà
và nếu mà thật sự bà cần tụi con giúp thì hai con cháu con cũng nãy tao nói gì mày có nghe không? Cái vụ gì? Không thấy à? Tôi chưa biết gì, như là bị quấn mình. Trời ơi, nói chuyện nghe nghe nhìn kỹ nè. Lúc mà thấy bà xuất hiện đúng không? Là cái đầu đỉnh đầu của bà chạm lên tới trên nóc. Rồi nhìn nóc coi, thấy gì trên nóc không? Gì đó chắc. Ừ. Đây để cho cái nhà. Đó đó kìa. Đúng rồi. Có nghĩa là bà hiện ngay đâu á thì nó có cái nhà theo. Thì bây giờ nếu mà lúc nãy không phải là cho bà làm thì bà có thể hiện ra để mà cho tụi con nắm bắt được là có phải là bà hay không, hay hoặc là một vong linh nào khác đã làm điều đó để mà khiến giữa cậu cháu chúng con với bà có một cái điều gì đó không tốt với nhau và không thể nào giúp đỡ được nhau á. Thì á, bà xin hiện thân đi, bà cho con biết có thật là bà hay hoặc là người khác đã làm điều đó. Tìm người ta. Là cái bà kia là tập ả bị ông ta bắt đi khác. Không biết rõ. Nghe tiếng gì? Dường như cái nhà này nó đang bị siêu vẹo mà nghe cái tiếng rắc rắc rắc. Cái vấn đề ở đây là cái ông lão này nè, mà mình không có tiếp cận ổng được, mình không làm được gì ổng, phải chi mình biết ổng á thì dễ hơn này. Cái gì? Bãi rồi kìa. Ở đâu? Người thật thì xin chào bà. Thì nãy giờ hai con cháu con giao tiếp với bà thì chắc bà có thể hiểu được không? Con giúp đỡ cho bà. Lúc nãy là con bị một con binh nào đó cũng tác động, mà con biết là tụi con đã làm gì Phật được ý bà mà bà làm vậy, hay hoặc là con khác đã làm vậy. Nếu mà bà cần tụi con giúp thì tụi con giúp, còn bà tác động như vậy thì tụi con không có giúp bà được. Mà con muốn biết là phải do bà làm hay không, hoặc là người khác, mong người khác làm. Để cái mặt ra ngoài. Thì nãy giờ cho cháu con. Là sao? Nói gì nó không tới rồi. Từ từ. Bên vô góc này nè. Vô thùng luôn hả? Bên vô đây nè. Đúng á. Đây có gì? Có gì? Bà chỉ với thằng nè, đi ra đây bà chỉ. Mà chỉ ông giống như đầu cái mặt á. Ờ, chỉ không biết chỉ cái gì. Mà mới đưa mặt ra cái chỉ cái mặt của hoài. Bà chỉ mặt rồi bà chỉ ra. Ý là sao đó? Mà mình thì đâu có liên quan tới gì của mặt bà. Bởi vậy? Bà bị nào giờ mình không biết mình đến đây mình gặp phải đâu. Mà tôi nghĩ á, không chừng là ai lấy cái mặt bả cũng không biết luôn. Ừ. Bà dạng giống như muốn đòi. Mà gặp ai cũng đòi chứ. Mà vấn đề bà đi, có khi nào đi giọng. Gì? Ai đâu biết đâu, gặp thử ai. Đi đi qua đây. Ừ. Tại vì cái chỗ đó, cái chỗ bà ư xuất hiện mà. Ừ. Nè. Ngày hôm nay định kiếm bà tiên nhân của gặp bà này. Không thấy. Có không? Nếu mà mình gặp được họ, gặp được ổng, trò chuyện với ổng được. Nếu mà ổng là một con linh bình thường thì chắc là dễ nghe. Mà dễ, tôi nghĩ đó, ông này là tay sai của một công ty pháp nào hay bùa nào. Thì sợ là sợ vấn đề đó, cái đó là cái mấu chốt, nó khó. Mà nếu ông ta đã là tay sai, dễ gì mà mình giải thích được. Tại vì ổng nghe lời. Tại vì ông thầy bùa kia
điều khiển góp những cái âm thanh rồi là sai khiến nhỏ điều khiển trực tiếp ông mà dễ vô nghe được. Những vong linh này họ người ta còn vẫn nghe được nhưng họ không phản kháng lại được, không có làm cháy được. Còn âm kia thì ổng dạng lính dục à. Mà nó dày. Ê, khoan ra con trời. Không gạt không, mình không có gì, có gì đó. Cái đôi giày đỏ này là một người nam mà còn trẻ. Chỉ có trẻ mà vậy này. Thể thao mà. Chỉ thể thao. Nhưng đặc biệt á, mình nói ở đây á, là màu đỏ. Mà tại sao là màu đỏ mà không phải là màu khác? Đúng không? Nó trùng màu với những con linh đây. Mà đôi giày này á, theo Lộc thấy tiếng gần đâu rồi, là dường như bỏ ở đây cũng ít gì cũng từ 2 năm, tại nó cũng mục luôn. Mà theo mình thấy Hú ơi. Rồi. Ấy giật. Ông già hả? Già ở đây nè. Trong có thằng cây gì luôn nè. Dũng dũng đi. Hàng kia nước tụi bàn tay bên ra móc giật mặt này nhá. Cái mặt tay. Cái mặt ta luôn, hắc mắt. Mà hắc mắt ông này hình như bị móc luôn. Ừ. Nè. Cái nhà nhìn xem. Hầu như là mình bị treo cổ, bị dây quấn này nọ thằng gốc cây không? Đúng rồi.